Thưa quý thính giả, sau đây là phần đọc truyện kỳ thứ 15 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà. Nhật ký 402. Khi từ giã và xin cha mẹ chúc lành, tôi cảm nhận một sức mạnh ân sủng Chúa đang trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Cha tôi, mẹ đỡ đầu của tôi đều ứa nước mắt chúc lành cho tôi, cầu chúc cho tôi chọn niềm trung thành với những ân sủng của Chúa. Và nài nỉ tôi đừng bao giờ quên lãng biết bao ơn lành của Chúa vì đã mời gọi tôi bước vào nếp sống tu trì. Họ cũng xin tôi cầu nguyện. Mặc dù ai nấy đều khóc, nhưng tôi không rỏ một giọt nước mắt. Tôi cố gắng tỏ ra can đảm và lựa lời an ủi, nhắc nhở cho họ rằng thiên đàng mới là nơi không còn ly biệt. Em Stanley tiễn tôi ra tận xe hơi. Tôi cho em biết Thiên Chúa rất yêu thương những tâm hồn trong trắng và trấn an rằng Thiên Chúa thỏa lòng với em. Khi tôi nói về lòng nhân lành của Chúa và người hằng tưởng nghĩ đến chúng ta, em đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngạc nhiên bởi vì em là một linh hồn trong sạch, vì thế em có thể nhận ra tiếng Thiên Chúa. Nhật ký 403. Khi đã lên xe, tôi không sao dằn được lòng mình và òa khóc như một đứa trẻ. Vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi quá nhiều hồng ân, và tôi ngây ngất trong lời kinh tạ ơn. Trước lúc chiều tối, tôi đã về đến Warsaw. Trước tiên, tôi ghé chào vị chủ nhà là Chúa Giêsu Thánh Thể, và sau đó đi chào cả cộng đoàn. Nhật ký 404. Khi vào nhà nguyện để chào kính Chúa trước khi về ngủ, đồng thời cũng xin lỗi vì đã tâm sự quá ít với người trong thời gian ở nhà quê. Tôi đã nghe lời này trong linh hồn. Cha rất vui lòng, vì mặc dù không nói với cha, nhưng con làm cho lòng nhân lành của cha được tỏ hiện cho các linh hồn và khuyến dục họ yêu mến cha. Nhật ký 405. Mẹ bề trên Marie Joseph nói với tôi: "Này chị, chúng ta ngày mai sẽ đi Josephinec, và chị sẽ có dịp thư chuyện với mẹ tổng quyền Michael." Tôi rất vui mừng. Mẹ tổng quyền vẫn như ngày nào, đôn hậu, bình an và đầy thánh thần của Chúa. Tôi được thư chuyện rất lâu với mẹ. Chúng tôi cùng tham dự giờ kinh trưa, hát kinh cầu thánh tâm Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Nhật ký 406. Sau đó một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng, người ra khỏi bánh thánh và ngự đến bàn tay tôi. Điều này kéo dài một lúc, niềm vui chan chứa linh hồn tôi. Chúa hài đồng Giêsu vẫn giữ nguyên hình dạng vậy như khi chúng tôi vào nhà nguyện cùng với mẹ bề trên Mary Joseph, giám tập cũ của tôi. Ngày hôm sau, tôi trở về Venus, dấu yêu của tôi. Nhật ký 407. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao khi được trở về tu viện của mình. Tôi cảm nghiệm như thể được vào dòng lần thứ hai. Tôi vui sướng khôn cùng trong sự tĩnh lặng êm đềm, nơi tâm hồn dễ dàng được tắm say trong Chúa, được mọi người giúp đỡ mà không bị ai quấy rầy. Nhật ký 408. Mùa chay thánh. Khi được đắm chìm vào cuộc thương khó Chúa, tôi thường nhìn thấy Chúa Giêsu như thế này trong giờ chầu. Sau khi đánh đòn, các lý hình bắt Chúa và lột y phục đã dính đét vào những thương tích của người ra. Lúc chúng giật mạnh, các vết thương lại vỡ toác ra. Rồi chúng ném chiếc áo đều tơi tả nhơ nhớp lên những thương tích ấy của Chúa. Chiếc áo choàng có vài chỗ dài đến tận đầu gối của Chúa. Chúng đè Chúa ngồi trên một cây xà, và rồi
chúng đan một mạo gai, đội lên đầu thánh thiện của Chúa. Chúng đặt một cây sậy vào tay Chúa và chế giễu, cúi đầu chào như một vị vua. Vài kẻ còn phun nhổ vào thánh nhan Chúa, trong khi những kẻ khác giật cây sậy đánh lên đầu Chúa. Bọn này tạt vả đau đớn, trong khi bọn khác bịt mặt và đánh đấm Chúa. Chúa Giêsu hiền lành chịu đựng tất cả những điều ấy. Ai có thể hiểu được Chúa, hiểu thấu được nông nỗi khổ đau của người? Mắt Chúa chịu nặng, tôi cảm nhận được điều đang diễn ra nơi trái tim rất dịu dàng Chúa Giêsu vào lúc ấy. Ước chi mọi linh hồn hãy suy ngẫm những đau khổ Chúa Giêsu vào lúc ấy. Người ta tranh nhau lăng mạ Chúa. Tôi suy tư, sự dữ dằn như thế ở nơi nhân loại từ đâu mà ra? Đó là bởi tội lỗi mà ra, tình yêu và tội lỗi đã gặp nhau. Nhật ký 409. Khi đang tham dự thánh lễ trong một nhà thờ cùng với một chị khác, tôi cảm nhận được sự cao cả và uy nghi của Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm giáo hội đang được Thiên Chúa bao chiếm. Uy nghi Chúa bao bọc và làm tôi sợ hãi, nhưng cũng làm tôi dạt dào an bình và hoan lạc. Tôi biết không gì có thể cưỡng lại thánh ý Chúa. Ôi, giả như mọi linh hồn đều nhận biết đấng đang ngự trong những thánh đường của chúng ta, chắc sẽ không có quá nhiều phạm thánh và bất kính đối với những nơi thánh này đến thế. Nhật ký 410. Ôi, tình yêu hằng hữu vô biên, con khẩn nài Chúa ơn này, xin soi sáng tâm trí con bằng ánh sáng trên cao, giúp con hiểu biết và trân trọng mọi vật theo giá trị của chúng. Tôi cảm nghiệm một niềm vui chất ngất trong linh hồn khi được hiểu biết chân lý này. Nhật ký 411. Ngày 21 tháng 3 năm 1935, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa trong linh hồn và nghiệm được sự hiện diện của người thấu nhập hữu thể của tôi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Chúa và tình tự thật lâu với người mà không phải thốt ra một lời nào. Tôi biết những điều khát mong của trái tim Chúa và luôn luôn thực hiện những điều đẹp lòng người nhất. Tôi yêu mến Chúa đến cuồng si và cảm thấy được người yêu thương lại. Trong những lúc được gặp gỡ Chúa sâu thẳm trong hồn, tôi cảm thấy hạnh phúc chết ngất, không sao diễn tả được. Những giây phút ấy thật ngắn ngủi, vì linh hồn không thể chịu được lâu. Nếu không nhất định, nó sẽ lìa khỏi xác. Mặc dù những giây phút ấy rất ngắn ngủi, nhưng sức mạnh từ đó lại truyền thông vào linh hồn và lưu lại đó một thời gian rất lâu. Không cần cố gắng chút nào, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm được một trạng thái tịnh hiệp sâu thẳm đang bao phủ, không chút suy giảm hoặc bị ảnh hưởng dù khi tôi nói chuyện với người khác hoặc làm các việc phận sự. Tôi cảm nghiệm sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa mà linh hồn tôi không phải nỗ lực. Tôi biết mình được kết hợp với Thiên Chúa, thấm thiết như một giọt nước, nên một với đại dương thăm thẳm. Thứ năm tuần trước, khi giờ cầu nguyện gần kết thúc, tôi cảm nghiệm được ơn này và sự việc kéo dài một cách khác thường. Đến hết thánh lễ, đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết vì vui sướng. Vào những lúc ấy, tri thức của tôi về Thiên Chúa và những ưu phẩm của người càng sâu xa hơn. Tôi cũng biết mình và những nỗi khốn nạn của tôi nhiều hơn. Tôi ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã khứng đoái đến một linh hồn đớn hèn như tôi. Sau thánh lễ, tôi hoàn toàn được ngụp lặn trong Chúa và ý thức được mọi ánh nhìn của người đến tận sâu thẳm linh hồn tôi. Khoảng giữa trưa, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc, và sức mạnh ân sủng ấy lại tác động tâm hồn tôi. Trong khi
Tôi còn đang trong trạng thái tịnh tâm ấy. Satan cầm một bình hoa và hết sức giận dữ ném xuống đất. Tôi nhìn thấy tất cả sự điên cuồng và ghen tức của nó. Nhật ký 412. Lúc đó không ai trong nhà nguyện. Thế là tôi trỗi dậy, nhặt những mảnh vụn của chiếc bình, cắm lại số hoa và cố gắng dọn dẹp trước khi có ai vào. Nhưng tôi đã không làm kịp vì mẹ bề trên Borgia ngay lúc đó cùng với chị phụ trách phòng áo và một số chị khác bước vào. Mẹ bề trên lấy làm ngạc nhiên vì tưởng tôi chạm đến vật gì trên bàn thờ khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chị phụ trách phòng áo tỏ vẻ hậm hực, nhưng tôi ráng giữ, không biện minh hoặc bào chữa. Gần đến tối, cảm thấy mệt nhoài và không thể trầu giờ thánh, tôi xin phép mẹ bề trên đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã thiếp đi ngay, nhưng vào khoảng 11 giờ, Satan xô đẩy giường tôi. Tôi liền thức dậy và thanh thản cầu nguyện với thiên thần bản mệnh. Khi ấy, tôi cũng nhìn thấy các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục. Các linh hồn giống như những chiếc bóng. Trong giữa cũng có nhiều quỷ dữ. Một tên quỷ trong số ấy cố sức trêu tức tôi. Hắn lấy hình con mèo nhảy bổ lên giường và đè lên chân tôi, nặng như cả tấn. Tôi liên lỉ lần chuỗi mân côi. Đến rạng sáng, những hình thù này biến hết và tôi chợp mắt được một lúc. Đến sáng, khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này. Con được hợp nhất với cha, con đừng sợ gì cả. Nhưng hỡi con hãy biết rằng, Satan căm ghét con, nó căm hờn mọi linh hồn, nhưng đặc biệt căm thù con bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó. Quá nhiều linh hồn. Nhật ký 413. Thứ năm tuần thánh, ngày 18 tháng 4. Sáng nay, tôi đã nghe được những lời này. Từ hôm nay cho đến lễ phục sinh, con sẽ không được cảm nghiệm sự hiện diện của cha. Linh hồn con sẽ tràn ngập niềm nhung nhớ ra diết. Và tức thì, một nỗi nhớ nhung bồn chồn ngập ứ linh hồn tôi. Tôi cảm thấy bị xa cách Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đến giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong từng tấm bánh, được đựng trong chén lễ. Từ lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt trong linh hồn. Nhật ký 414, thứ sáu tuần thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này. Cha mong ước bức hình được tôn kính một cách công khai. Sau đó, tôi thấy Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá với những cực hình khủng khiếp và từ trái tim người phát ra hai luồng sáng như trong bức hình. Nhật ký 415. Thứ bảy, trong giờ kinh chiều, tôi thấy Chúa Giêsu rạng rỡ như thái dương trong y phục trắng tinh, người phán với tôi: chúc cho tâm hồn con được vui tươi. Và niềm vui ngây ngất tràn ngập tôi. Tôi được thấu nhập bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, một báu tàng quý giá cho linh hồn tôi không lời nào tả xiết. Nhật ký 416. Khi bức hình được trưng bày, tôi nhìn thấy tay Chúa Giêsu chuyển động như đang làm một dấu thánh giá lớn. Vào buổi tối cùng ngày, khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bức hình khắp thành phố, và thành phố được bao phủ bằng một thứ gì giống như chiếc mạng lưới. Khi Chúa Giêsu hiện ra, người cắt đứt tất cả những mạng lưới, và sau cùng là một dấu thánh giá lớn rồi biến đi. Tôi thấy mình bị vây quanh giữa đông đảo, những hình thù gớm ghiếc đang điên hận căm hờn. Từ môi miệng chúng thốt ra những lời đe dọa đủ thứ, nhưng không chạm được đến tôi.
Một lúc sau cảnh tượng này biến mất, nhưng mãi một lúc lâu, tôi không sao ngủ được. Nhật ký 417, ngày 26 tháng 4, thứ Sáu, khi đang ở Astra Brahma để tham dự nghi thức bức hình được bày kính, tôi đã được nghe bài giảng của cha giải tội, cha Sopoko, bài giảng nói về lòng thương xót Chúa. Đó là điều trước tiên Chúa Giêsu đã yêu cầu từ rất lâu. Khi cha bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Chúa, bức hình trở nên rất sống động và chiếu rãi những luồng sáng xuyên thấu trái tim của những người có mặt ở đó. Nhưng không phải mọi người đều được như nhau. Một số được nhiều hơn, một số được ít hơn. Niềm vui sướng chứa chan tràn ngập linh hồn tôi khi nhìn thấy ơn Chúa. Khi ấy, tôi được nghe những lời này. Con là chứng nhân của lòng thương xót cha. Con sẽ đứng trước ngai tòa của cha mãi mãi như một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của cha. Nhật ký 418. Khi bài giảng kết thúc, tôi không đợi đến hết nghi thức, nhưng vội vã trở về nhà dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe dọa, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận. Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm. Khi tôi hỏi chúng, chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế? Những hình thù gớm ghiếc đáp lại. Từ tâm hồn người ta, thôi đừng làm khổ tụi tao nữa. Nhật ký 419. Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỷ, tôi liền xin thiên thần bản mệnh trợ giúp. Và tức thì, thiên thần bản mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi. Hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi. Nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu. Tức thì, các quỷ dữ biến đi, và thiên thần bản mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình, đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán. Ôi Chúa Giêsu, con mong muốn được vất vả, tàn tạ và đau khổ suốt cả đời con, để lắp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để mưu ích cho các linh hồn. Nhật ký 420, Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 1935, Chúa Nhật sau lễ phục sinh, tức là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, trùng với ngày bế mạc năm thánh cứu độ. Khi chúng tôi đi tham dự các nghi thức, lòng tôi rộn ràng sướng vui vì hai sự kiện trọng đại được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi xin Chúa rủ lòng thương xót linh hồn các tội nhân. Gần cuối buổi lễ, khi linh mục ban phép lành thánh thể cho mọi người, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như trong bức hình. Chúa chúc lành và những ánh sáng của Người lan tỏa khắp thế giới. Bỗng tôi nhìn thấy một vầng sáng bất khả thấu, có hình một vương tòa pha lê được đan kết từ những đợt sóng rực rỡ mà các thụ tạo lẫn các thần thiên không thể đến gần. Có ba cánh cửa dẫn đến vương tòa rực rỡ ấy. Lúc đó, Chúa Giêsu giống như được vẽ trong bức hình, tiến vào vương tòa huy hoàng ấy qua cánh cửa thứ hai để vào trong nhất thể. Đó là tam vị nhất thể tối thượng vô cùng. Tôi được nghe lời này. Đại lễ này phát xuất từ lòng thương xót sâu thẳm của cha và được xác định trong những chiều kích sâu rộng của tình thương cha. Mọi linh hồn tin tưởng tín thác vào lòng thương xót cha sẽ nhận được điều ấy. Tôi thỏa thuê niềm vui sướng vì lòng nhân lành và cao trọng vô cùng của Thiên Chúa.
Nhật ký 421, ngày 19 tháng 4 năm 1935. Vào chiều hôm trước ngày bức hình được bày kính, tôi cùng với mẹ bề trên đi thăm cha giải tội của chúng tôi, cha Sopoko. Khi câu chuyện xoay đến vấn đề bức hình, cha giải tội ngỏ ý nhờ một người giúp làm một vài vòng hoa. Mẹ bề trên đáp, chị Fosina sẽ giúp được đấy. Tôi rất vui mừng về điều này, và khi chúng tôi trở về nhà dòng, tôi lập tức chuẩn bị một ít hoa lá, nhờ một học sinh nội trú giúp đem đến. Một người khác đang làm việc trong nhà thờ cũng giúp vào đó. Mọi sự đã sẵn sàng lúc 7 giờ tối, và bức hình đã được bày lên. Tuy nhiên, một vài phụ nữ nhìn thấy tôi đứng quanh đó, vì tôi làm phiền hơn là giúp đỡ vào đó. Hôm sau, họ hỏi các chị về bức hình xinh đẹp và ý nghĩa của nó. Họ tưởng các chị biết vì cũng thấy một chị trong đó đã trang trí bức hình hôm trước. Các chị rất ngạc nhiên vì họ cũng chẳng biết gì cả. Mọi người đều muốn nhìn xem và lập tức họ chợt nghĩ đến tôi. Họ nói, chị Faustina ắt hẳn phải biết tường tận về bức hình. Khi họ bắt đầu hỏi, tôi im lặng, bởi vì tôi không thể nói ra sự thật. Sự im lặng của tôi càng khơi dậy tính tò mò của họ. Tôi càng phải cảnh tỉnh để khỏi nói dối mà cũng không phải tiết lộ sự thật, vì tôi không được phép nói ra. Lúc đó, họ bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và công khai của trách tôi. Những người ngoài làm sao mà biết được điều này? Đến như chúng tôi còn mù tịt. Những lời phê phán nhắm vào tôi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều, nhưng một sức mạnh đặc biệt nâng đỡ linh hồn tôi. Tôi vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa, và các linh hồn trong những ngày này đã được hưởng nhờ lòng thương xót Chúa. Khi thấy rất nhiều linh hồn được hưởng nhờ lòng thương xót Chúa trong những ngày này, tôi chẳng coi sao nỗi đau khổ và cực nhọc ghê rợn nhất, cho dù có triền miên cho đến tận thế, bởi vì chúng sẽ có ngày chấm dứt, còn các linh hồn được cứu thoát khỏi những cực hình sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi khi nhìn thấy người ta trở về với cung lòng đấng xót thương thần linh, nguồn mạch sự hạnh phúc. Nhật ký 422. Khi nhìn thấy hy sinh và những nỗ lực của cha Sopoko đối với công cuộc này, tôi thán phục lòng kiên trì và khiêm nhượng của ngài. Tất cả công việc đòi trả một giá rất đắt, không những phải lao nhọc và gian truân tư bề, mà còn cả về phương diện tài chánh nữa. Vậy mà, cha Sopoko đã trang trải tất cả mọi phí tổn. Tôi thấy Chúa quan phòng đã chuẩn bị ngài để thực hiện công cuộc của lòng thương xót Chúa trước khi tôi khấn xin Chúa về điều này. Ôi lạy Chúa, thật diệu kỳ những đường lối của Chúa, hạnh phúc cho những linh hồn nào bước theo tiếng gọi của ơn thánh. Nhật ký 423. Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Thiên Chúa trong mọi sự và hãy tôn vinh tình thương người. Vì lòng lành của Chúa không bao giờ cùng, mọi sự sẽ qua đi, nhưng lòng thương xót Chúa không giới hạn và chấm dứt. Sự giữ đến đâu cũng có mức độ, nhưng lòng nhân từ thì không mức độ. Lạy Thiên Chúa của con, ngay cả trong những hình phạt Chúa giáng xuống trần gian, con vẫn nhìn ra lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Bằng cách trừng phạt chúng con trên trần gian này, Chúa giải cứu chúng con khỏi hình phạt muôn kiếp. Hỡi tất cả tạo vật, hãy mừng vui vì các bạn được gần gũi với Thiên Chúa, nơi lòng thương xót vô biên của người, còn hơn một con trẻ với trái tim mẹ nó. Lạy Thiên Chúa, Chúa đầy trắc ẩn đối với các tội nhân khốn nạn, nhưng biết thành tâm sám hối. Tội nhân càng khốn nạn, càng có quyền với lòng thương xót Chúa. Nhật ký 424. Một giây phút,
ngày 12 tháng 5 năm 1935. Buổi tối, khi vừa vào giường, tôi đã thiếp ngay. Tôi ngủ nhanh, nhưng tỉnh giấc còn nhanh hơn nữa. Một em nhỏ đến và đánh thức tôi. Em chỉ chừng một tuổi, và tôi rất ngạc nhiên vì em nói rất rõ ràng. Các trẻ khác chạc tuổi đó chưa biết nói hoặc nói chưa sõi. Em bé này dễ thương không thể tả được, và giống hệt Chúa Giêsu hài đồng. Và em nói với tôi, hãy nhìn lên bầu trời. Và khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn thấy các vì sao và mặt trăng. Lúc đó em bé hỏi tôi, có thấy mặt trăng và các ngôi sao này không? Khi tôi trả lời có, em bé nói những lời này với tôi. Những ngôi sao này là linh hồn các tín hữu trung thành, và mặt trăng là linh hồn các tu sĩ. Có thấy sự khác biệt biết bao giữa ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng các ngôi sao hay không? Sự khác biệt trên thiên đàng giữa linh hồn một tu sĩ và linh hồn một tín hữu cũng như thế. Và em bé còn nói tiếp, sự cao cả thực hệ ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhượng. Nhật ký 425. Khi đó, tôi nhìn thấy một linh hồn đang lìa khỏi xác trong nỗi đau đớn kinh khiếp. Lạy Chúa Giêsu, khi con sắp sửa ghi lại việc này, con run sợ khi thấy những điều kinh khủng làm chứng chống lại ông ấy. Con nhìn thấy linh hồn những con trẻ còn rất nhỏ và linh hồn những trẻ em lớn hơn, chừng 9-10 tuổi. Từ một hố bùn trỗi dậy, các linh hồn này nhơ bẩn và gớm ghiếc, giống như những quái vật ghê sợ và những thi thể thối rữa. Nhưng các thi thể này vẫn sống và lớn tiếng đưa ra chứng cớ chống lại linh hồn người hấp hối. Và linh hồn hấp hối mà tôi đang nhìn thấy kia là một linh hồn được nhiều ca tụng và danh dự trần gian, nhưng kết cục chỉ là sự trống rỗng và tội lỗi. Sau cùng, một người phụ nữ xuất hiện, cầm một thứ gì trên tấm khăn giống như những giọt nước mắt và hùng hồn làm chứng chống lại ông ta. Nhật ký 426. Ôi giờ kinh hoàng! Giờ người ta phải nhìn thấy tất cả những hành vi của mình trong sự trần trụi và khốn cùng. Không một hành vi nào bị bỏ sót. Tất cả sẽ cùng chúng ta đến trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Tôi không thể tìm được ngôn từ hay so sánh nào để diễn tả những điều hãi hùng như thế. Dường như linh hồn này không bị trầm đọa, nhưng phải chịu cực hình không khác gì những cực hình hỏa ngục. Chỉ có một khác biệt là chúng sẽ có ngày chấm dứt mà thôi. Nhật ký 427. Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy con trẻ đã đánh thức tôi. Em bé có một vẻ đẹp kỳ diệu và lặp lại cho tôi những lời này. Sự cao cả thực hệ ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhượng. Tôi hỏi, làm sao bé biết được sự cao cả của linh hồn là ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhượng? Vì chỉ các nhà thần học mới biết được những điều như thế, trong khi bé chưa đi học giáo lý cơ mà. Thế làm sao bé biết được? Em bé đã trả lời câu hỏi này. Ta biết tất cả mọi sự. Và rồi em biến mất. Nhật ký 428. Nhưng tôi không thể ngủ lại. Đầu óc mệt nhoài vì suy đi nghĩ lại những điều vừa được xem thấy. Hỡi các linh hồn, các bạn biết chân lý này quá muộn màng. Ôi vực thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa, xin hãy nhanh chóng trào đổ xuống cho toàn thế giới, theo như lời Chúa đã phán. Nhật ký 429, tháng 5 năm 1935, một giây phút. Khi ý thức những chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho tôi kinh hãi trước tầm mức lớn lao và cảm thấy hoàn toàn bất lực
trước những chương trình ấy, tôi bắt đầu trốn tránh các cuộc chuyện vãn nội tâm với Chúa bằng cách nhồi nhét cho kín thời giờ bằng những lời khẩu nguyện. Tôi làm chuyện đó chỉ vì khiêm nhượng, nhưng tôi nhận ngay ra đó không phải là khiêm nhượng thật. Đúng hơn, đó là một cám dỗ do thần giữ. Vào một dịp kia, thay vì tâm nguyện, tôi đã đọc sách thiêng liêng và trong linh hồn đã nghe những lời này một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Con hãy sửa soạn thế giới cho lần đến sau cùng của cha. Những lời này đánh động tôi thật sâu xa, và mặc dù giả vờ như không nghe thấy, nhưng tôi hiểu rất rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa về những lời ấy. Một lần kia, vì quá mệt nhọc trong cuộc chiến tình yêu với Thiên Chúa, và cứ phải thường xuyên thoái thác, viện cớ không đủ sức thực hiện công việc, tôi muốn ra khỏi nhà nguyện, nhưng một sức mạnh đã giữ tôi lại, và tôi thấy mình bất lực. Khi ấy, tôi được nghe những lời này. Con muốn rời nhà nguyện, nhưng con sẽ không rời cha được, vì cha ở khắp nơi. Con không thể tự mình làm được việc gì, nhưng với cha, con có thể làm được mọi sự. Nhật ký 430. Trong tuần, khi đi thăm cha giải tội, cha Sopako, và trình bày tình trạng linh hồn với ngài, nhất là về việc tránh né đàm thoại nội tâm với Chúa, tôi được cho biết không được phép tránh né đàm thoại nội tâm với Thiên Chúa, nhưng phải chăm chú lắng nghe những lời Chúa phán bảo. Nhật ký 431. Tôi đã vâng theo lời khuyên của cha giải tội. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu, tôi sắp mình dưới chân Chúa với tâm hồn đau đớn, xin người tha thứ tất cả. Khi ấy, Chúa Giêsu nâng tôi khỏi mặt đất và đặt ngồi bên cạnh người, rồi cho tôi dựa đầu vào ngực Chúa để có thể hiểu biết và cảm nghiệm hơn nữa những khát vọng của trái tim rất dịu hiền của người. Khi ấy, Chúa phán những lời này với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì. Cha luôn luôn ở với con. Tất cả những kẻ nghịch chỉ có thể làm hại con đến mức độ cha cho phép mà thôi. Con là nơi cư ngụ và là nơi nghỉ ngơi thường xuyên của cha. Vì con, cha sẽ kiềm chế cánh tay trừng phạt. Vì con, cha chúc lành cho thế giới. Nhật ký 432. Ngay lúc đó, tôi cảm nghiệm một ngọn lửa trong tâm hồn. Tôi cảm thấy các quan năng ra như chết và không còn biết những điều đang xảy ra chung quanh. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa đang xuyên thấu từng thớ hữu thể của tôi. Tôi ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa và tình trạng đớn hèn của mình. Một nỗi đau lạ thường thấu nhập linh hồn tôi, xen lẫn một niềm vui không gì sánh được. Tôi cảm thấy bất lực trong vòng tay ấp ủ của Thiên Chúa. Tôi thấy mình ở trong người và được tan hòa trong người như một giọt nước giữa đại dương. Tôi không sao diễn tả được những gì đang xảy ra trong lòng. Sau một lúc tâm nguyện như vậy, tôi nghiệm được sức mạnh và năng lực để thực hành những nhân đức khó khăn nhất. Tôi cảm thấy chán ngán với tất cả những gì thế gian coi trọng. Với chót linh hồn, tôi thèm khát sự âm thầm và tĩnh lặng. Nhật ký 433. Tháng 5 năm 1935, trong việc đạo đức 40 giờ, tôi đã nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong bánh thánh được tôn kính trong mặt nhật. Chúa Giêsu nhìn mọi người một cách nhân từ. Nhật ký 434. Tôi thường được thấy Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ. Người cực kỳ xinh đẹp, khoảng chừng 1 tuổi. Một lần kia, khi nhìn thấy Chúa hài đồng trong thánh lễ tại nhà nguyện của chúng tôi không sao cưỡng lại được nỗi nhung nhớ day dứt và khao khát mãnh liệt được đến gần bàn thờ để bồng ẵm người. Vào lúc đó, Chúa Giêsu hài đồng đang đứng gần cạnh ghế quỳ của tôi. Người chống 2 bàn tay nhỏ xíu lên vai tôi, khả ái và vui tươi,
ánh nhìn của người sâu sắc và xuyên thấu. Nhưng đến giờ linh mục bẻ bánh thánh, Chúa Giêsu lập tức trở lại bàn thờ, bị bẻ ra và bị linh mục ăn mất. Sau hiệp lễ, tôi thấy Chúa Giêsu như trước trong tâm hồn và một cách thể lý, cảm nghiệm được người suốt cả ngày, một trạng thái tịnh hiệp hết sức sâu xa, mặc dù không ý thức, đã chiếm hữu tôi và tôi không trao đổi với bất cứ ai một lời nào. Tôi tránh mọi người hết sức có thể, và chỉ trả lời những câu liên quan đến phận sự của tôi. Ngoài ra, không còn một lời nào khác. Nhật ký 435, ngày 9 tháng 6 năm 1935, lễ hiện xuống. Khi tản bộ trong vườn vào buổi tối, tôi được nghe những lời này. Vì những lời khẩn cầu của con và những người đồng tâm với con sẽ lãnh nhận được lòng thương xót cho các con và cho thế giới. Tôi đã hiểu chắc mình sẽ không còn được sống trong hội dòng này nữa. Tôi đã thấy rõ ràng thánh ý Thiên Chúa về tôi một cách khác hẳn, nhưng tôi vẫn thoái thác, phân bua với Chúa rằng tôi không có khả năng thực hiện công việc này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con là gì. Tôi thưa, và tôi bắt đầu kể lể những yếu đuối của mình cho Chúa, ẩn mình dưới những khuyết điểm ấy, để Chúa đồng ý rằng tôi không có khả năng thực hiện các chương trình của người. Khi ấy, tôi nghe những lời này. Đừng sợ, chính cha sẽ bù đắp tất cả những gì khiếm khuyết nơi con. Những lời này đã xuyên thấu sâu thẳm trong tôi và cho tôi ý thức hơn nữa về sự khốn cùng của mình. Và tôi hiểu rằng lời Chúa đang sống động và xuyên thấu đến những chỗ sâu thẳm. Tôi hiểu Thiên Chúa đã đòi hỏi tôi phải sống hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nại vào sự bất toàn của mình để thoái thác. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 16 vào kỳ tới. Xin cảm ơn.